Đây là chương trình tin tức cuối tuần của Đài Sài Gòn TV, Lương Mỹ Linh và Thanh Tâm phụ trách chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình tin tức này xin kính mời quý khán thính giả theo dõi các bản tin liên quan đến thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam, khoa học và công nghệ và cuối cùng là phần tin showbiz. Sau đây là những bản tin chi tiết, xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Mở đầu là phần tin thế giới, căng thẳng gia tăng tại biên giới, Tổng thống Belarus tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Ba Lan. Tổng thống Belarus ông Alexander Lukashenko cho biết ông đã yêu cầu thủ tướng của nước này liên lạc với phía Ba Lan và khẳng định là sẽ sẵn sàng đối thoại trong lúc căng thẳng giữa hai nước đang leo thang. Ông Lukashenko nói là chúng ta là láng giềng, chúng ta không thể lựa chọn láng giềng của mình. Chúng tôi cần phải đối thoại với Ba Lan. Tôi đã chỉ thị cho thủ tướng liên lạc với họ. Nếu như Ba Lan muốn cải thiện mối quan hệ, chúng ta hãy đối thoại với họ. Ông cho rằng Warsaw không tự mình làm cho leo thang căng thẳng trong khu vực mà đã bị Hoa Kỳ ép phải làm như vậy. Ông Lukashenko cũng nói thêm rằng Ba Lan cũng thuộc cùng nhóm dân Scalp với chúng ta và hiểu mọi thứ một cách hoàn hảo, chúng ta hãy nên kiên nhẫn. Ông đồng thời cũng khẳng định là Belarus sẵn sàng hợp tác. Tuyên bố của ông Lukashenko được đưa ra sau khi mà Warsaw vào hôm 10 tháng 8 loan báo sẽ điều khoảng 10.000 binh sĩ tới biên giới để đối phó với những căng thẳng leo thang. Thủ tướng của Ba Lan là ông Mateusz Morawiecki cảnh báo nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đang trú đóng tại Belarus có thể trà trộn vào dòng người di cư để xâm nhập vào Ba Lan hoặc đóng giả làm lính biên phòng của Belarus để hỗ trợ nhiều người vượt biên trái phép. Thủ tướng Morawiecki cũng không loại trừ khả năng là nhóm Wagner đang chuẩn bị tiến hành các hành động phá hoại với Ba Lan và Lithuania, một quốc gia láng giềng khác của Belarus và cũng là thành viên trong khối NATO. Belarus đang tiến hành một cuộc tập trận rất gần với lại khu vực hành lang Suwałki, là một dải đất hẹp cắt ngang Ba Lan và Lithuania, được xem như là yết hầu của NATO, một vị trí nhạy cảm chiến lược. Giới phân tích gọi đây là điểm nóng nếu như xảy ra xung đột giữa Nga và NATO. Nếu Nga và Belarus kiểm soát hành lang này, họ có thể chia cắt ba quốc gia Baltic là Lithuania, Latvia và Estonia khỏi các nước đồng minh NATO ở châu Âu. Đức có thể chuyển hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine. Một nguồn tin an ninh tiết lộ, chính phủ Đức đang thảo luận với tập đoàn quốc phòng MBDA để cung cấp hỏa tiễn tàng hình là Taurus KEPD 350 có tầm bắn lên đến 500 cây số cho Ukraine. Kiev bấy lâu này đã hối thúc về việc cung cấp loại hỏa tiễn này, nhưng Berlin vẫn do dự vì lo ngại về khả năng là nó sẽ được sử dụng nhắm vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ của Nga. Phát ngôn viên của chính phủ là Thủ tướng Olaf Scholz cho biết, Berlin hiện nay vẫn không có thông tin cập nhật nào về vấn đề này, nói rằng nước Đức đang tập trung để cung cấp cho Ukraine pháo hạng nặng, xe bọc thép và hệ thống phòng không. Hiện nay chưa có thông tin mới về hỏa tiễn hành trình Taurus. Taurus KEPD 350 là loại hỏa tiễn hành trình được phóng từ chiến đấu cơ và có thể thiết kế tàng hình khó bị radar phát hiện ra vì bay ở độ cao thấp. Mỗi hỏa tiễn nặng 1.4 tấn, có tầm bắn 500 cây số và có thể bay ở độ cao từ 30 đến 70 mét với tốc độ là 1.100 cây số một giờ. Hỏa tiễn sử dụng đầu nổ kép nặng 481 kg. Có khả năng xuyên qua lớp đất hoặc là bê tông dày trước khi kích nổ ở bên trong công trình ngầm của đối phương. Taurus thường được sử dụng để tấn công các hầm ngầm kiên cố, sở chỉ huy và liên lạc, sân bay, bến cảng, kho dự trữ vũ khí, tàu chiến và cơ sở hạ tầng. Anh Quốc và Pháp đã viện trợ hỏa tiễn hành trình tầm xa là Storm Shadow và Scalp cho Ukraine. Tuy nhiên, đến nay, Hoa Kỳ vẫn chưa gửi hỏa tiễn tầm xa ATACMS cho Ukraine. Hồi tháng 6, Điện Kremlin đã cảnh báo Pháp và Đức rằng việc cung cấp hỏa tiễn hành trình cho Kiev sẽ dẫn đến một vòng xoắn ốc căng thẳng hơn nữa ở trong cuộc xung đột Ukraine. Nga đã sử dụng hỏa tiễn tầm xa để tấn công các mục tiêu ở Ukraine, bao gồm có cả cơ sở hạ tầng dân sự và Kiev không có cách nào để dễ dàng đáp trả. Bờ biển Nga tuyên bố sẵn sàng đưa quân can thiệp tình hình tại Niger. Nhóm Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, tức là nhóm ECOWAS, đã thông qua kế hoạch can thiệp quân sự sau cuộc đảo chính của quân đội tại Niger, lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Theo kế hoạch của ECOWAS, một lực lượng ứng phó đảo chính có thể sẽ được điều động tới Niger để khôi phục trật tự hiến pháp. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống của bờ biển Nga là ông Alassane Ouattara hứa là sẽ cung cấp một tiểu đoàn cho lực lượng này. Ông nói là nguyên thủ các nước đã ký thỏa thuận điều động quân đội từ một số quốc gia, bao gồm cả bờ biển Nga. Chúng tôi sẽ cung cấp một tiểu đoàn và bảo đảm rằng có sẵn nguồn tài chính cho hoạt động này trong vòng 3 tháng. Bờ biển Nga đã sẵn sàng và tôi đã ra lệnh cho người đứng đầu quân đội bắt đầu và điều động binh sĩ tham gia vào chiến dịch này của ECOWAS. Hôm thứ Sáu, Benin là quốc gia láng giềng của Niger cho biết họ đã đóng cửa biên giới đất liền với Niger nhằm ủng hộ các biện pháp trừng phạt của khối ECOWAS nhắm vào chính quyền quân sự. Các cảng của Benin là điểm nhập khẩu chính hàng hóa đến Niger, nhưng kể từ khi đóng cửa biên giới giữa hai nước, hoạt động cảng biển đã đi vào bế tắc. Hàng trăm xe tải chở container và hàng hóa đã bị kẹt tại các cửa khẩu và các bãi đậu xe, khiến cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn và giá cả hàng hóa đã gia tăng. Trong khi đó, thì Liên minh châu Phi đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về điều kiện quản thúc tồi tệ đối với Tổng thống Mohamed Bazoum bị quân đội lật đổ. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi là ông Moussa Faki tuyên bố không thể chấp nhận được cách đối xử như vậy với một tổng thống được người dân bầu lên. Đồng thời, ông cũng bày tỏ quan ngại về điều kiện quản thúc ông Bazoum. Quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu là ông Joseph Borrell và Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres cũng bày tỏ sự lo ngại trước những báo cáo về điều kiện sống ngày càng tồi tệ của ông Bazoum và gia đình. Tổng thống bị lật đổ Bazoum cùng vợ và con trai đang bị quản thúc tại gia ở dinh thự ở thủ đô Niamey của Niger sau vụ đảo chính. Đảng của ông Bazoum cho biết là gia đình của ông phải sống trong điều kiện không có nước máy, bị cúp điện và sắp cạn nguồn thực phẩm. Giới chức chính quyền quân sự tại Niger thì cảnh báo là họ có thể giết ông Bazoum nếu như các nước can thiệp quân sự vào nước này. Nhóm Bộ Tứ tập trận hải quân ở tại Úc. Lực lượng hải quân 4 quốc gia thuộc về nhóm đối thoại an ninh 4 bên tức là QUAD, còn được gọi là nhóm Bộ Tứ, bao gồm có Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ, đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên Malabar lần thứ 27. Cuộc tập trận năm nay do Hải quân Úc chủ trì, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện này diễn ra ở tại vùng biển của nước Úc. Cuộc tập trận kéo dài suốt 10 ngày sẽ được tổ chức theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, diễn tập ở tại cảng, bao gồm các hoạt động như là giao lưu, trao đổi chuyên môn, thi đấu thể thao và một số hoạt động chung để lập kế hoạch và triển khai giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn thứ hai đó là diễn tập ở trên biển, gồm có nhiều hoạt động tác chiến phối hợp phức hợp với cường độ cao, bao gồm tác chiến chống hạm, chống tàu ngầm và phòng không và cả các hoạt động bắn đạn thật. Do Ấn Độ khởi xướng từ năm 1992, Malabar ban đầu là cuộc tập trận hàng hải song phương giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ. Theo thời gian, Malabar đã trở thành một trong những cuộc tập trận hải quân chung với quy mô lớn, có sự tham gia của cả các tàu chiến và máy bay chiến đấu, với đầy đủ 4 thành viên của nhóm Bộ Tứ. Cuộc tập trận được tổ chức thường niên với mục đích tăng cường quan hệ đối tác, cũng như góp phần duy trì, bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Vào năm 2008, Úc đã rút khỏi các cuộc tập trận Malabar vì không muốn làm phật lòng Trung Quốc. Mãi cho đến năm 2020 thì Canberra mới tái gia nhập trở lại, bất chấp việc Bắc Kinh vẫn tiếp tục lên tiếng phản đối. Đài Loan chuẩn bị đối phó với các cuộc tập trận mới của Trung Quốc. Các quan chức Đài Loan cho biết là Trung Quốc có thể sẽ tiến hành các cuộc tập trận vào tuần tới gần Đài Loan, viện cớ việc Phó Tổng thống của Đài Loan ông Lại Thanh Đức quá cảnh tại Hoa Kỳ để đe dọa cử tri Đài Loan trước cuộc bầu cử vào năm tới. Việc quá cảnh tại Mỹ của ông Lai, người hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan, đã khiến Bắc Kinh tức giận. Hoa Kỳ nói là việc quá cảnh này là bình thường và Trung Quốc không có lý do gì để hành động một cách khiêu khích. Các quan chức Đài Loan tin rằng Bắc Kinh có thể tiến hành cuộc tập trận giống như những gì họ đã làm hồi tháng 4 vừa qua, khi mà Tổng thống Thái Anh Văn quá cảnh ở Los Angeles và gặp Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ ông Kevin McCarthy. Một quan chức Đài Loan cho biết là rất có thể Trung Quốc sẽ sử dụng việc này như một cái cớ và loan báo các cuộc tập trận xung quanh eo biển Đài Loan. Họ muốn tạo ra nỗi sợ chiến tranh và khiến người dân Đài Loan phải bỏ phiếu theo ý của họ. Ông Lại sẽ dừng chân ở New York vào ngày 12 tháng 8 trên đường đến Paraguay để dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống nước này. Trên đường về nước thì ông sẽ ghé qua San Francisco ngày 16 tháng 8. Bắc Kinh rất ghét ông Lại, người từng gọi mình là một người nỗ lực giành độc lập cho Đài Loan. Các quan chức Đài Loan cho biết là Bắc Kinh có thể sẽ nâng quy mô các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu gần Đài Loan mà Trung Quốc đã tổ chức thường xuyên trong những tháng gần đây bằng cách là triển khai tàu chiến và máy bay đến gần hòn đảo. Quy mô của các cuộc tập trận có thể nhỏ hơn so với hồi tháng 4. Tuy nhiên, máy bay chiến đấu hoặc là tàu chiến của Trung Quốc vẫn có thể băng qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan và đến gần khu tiếp giáp của hòn đảo 24 hải lý. Các quan chức Đài Loan tuyên bố là chúng tôi đã thực hiện tất cả các công tác chuẩn bị. Theo các chuyên gia thì những khó khăn kinh tế trong nước của Trung Quốc gần đây đang làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể sẽ ngày càng hung hăng hơn và có thể sẽ tìm cách leo thang nguy cơ chiến tranh với Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan. New Zealand tố cáo hoạt động tình báo liên quan đến Trung Quốc. New Zealand tuyên bố họ biết về các hoạt động tình báo có liên quan đến Trung Quốc ở bên trong lãnh thổ của New Zealand để nhằm chống lại nước này cũng như là khu vực Thái Bình Dương. Cơ quan tình báo an ninh của New Zealand tức là NZSIS trong một bản phúc trình thường niên đã khẳng định đây là một mối lo tình báo phức tạp đối với New Zealand. Phúc trình với nhan đề là Môi trường đe dọa an ninh của New Zealand năm 2023, lần đầu tiên được công bố trong khuôn khổ sự thay đổi của chính phủ nhằm thông báo tốt hơn cho người dân New Zealand về những rủi ro mà đất nước đang phải đối mặt, cũng như nhấn mạnh đến hoạt động can thiệp nước ngoài từ Iran và Nga. Tuy nhiên, phúc trình nói rằng trường hợp can thiệp đáng chú ý nhất là việc các tổ chức và cá nhân có liên hệ với cánh tay tình báo của Trung Quốc vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cộng đồng gốc Hoa ở New Zealand. Đây là các cáo buộc mới nhất trong một loạt những bình luận gần đây từ chính phủ của New Zealand, nêu rõ những lo ngại về hành vi hung hăng của Bắc Kinh. Bản phúc trình nhận định, mối liên kết của chúng tôi với các quốc gia Thái Bình Dương khác và lợi ích chung của chúng tôi trong một khu vực quê nhà ổn định, hòa bình, thịnh vượng và kiên cường sẽ thu hút sự chú ý của các cơ quan tình báo nước ngoài. Phúc trình cũng lưu ý rằng, đổi mới công nghệ, bất ổn kinh tế toàn cầu và suy giảm niềm tin xã hội cũng tạo ra các mối đe dọa. Ông Andrew Hampton, tổng giám đốc của NZSIS cho biết trong một tuyên bố đã được đưa ra cùng với phúc trình rằng sự cạnh tranh giữa các quốc gia đang trở nên gay gắt hơn, khiến cho một số nước tìm kiếm lợi thế thông qua những hoạt động lật đổ và không trung thực. Tòa đại sứ Trung Quốc ở tại Wellington nói rằng họ rất không hài lòng và kiên quyết phản đối các nội dung có liên quan đến Trung Quốc trong bản phúc trình của New Zealand, khẳng định chính phủ Bắc Kinh chỉ giao tiếp thông thường với công dân Trung Quốc ở nước ngoài theo như luật pháp quốc tế. Sang qua những bản tin khác, vi khuẩn trong nguồn nước buộc Anh Quốc phải đưa người tị nạn rời khỏi xà lan. Chính phủ Anh Quốc đã phải đưa một nhóm người xin tị nạn rời khỏi một chiếc xà lan chỉ vài ngày sau khi vừa chuyển họ lên xà lan này vì vi khuẩn Legionnaires được tìm thấy trong nguồn cung cấp nước. Vi khuẩn này được phát hiện trong nguồn cung cấp nước có thể gây ra bệnh Legionnaires, là một bệnh nhiễm trùng rất nguy hiểm mà cơ quan y tế mô tả là không phổ biến nhưng rất nghiêm trọng. Giới hữu trách cho hay là không ai trên xà lan có những triệu chứng đã nhiễm bệnh và họ đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan an ninh y tế cũng như làm theo lời khuyên của cơ quan này. Bộ Nội vụ Anh Quốc hồi đầu tuần này đã bắt đầu chuyển 50 người xin tị nạn đầu tiên lên xà lan BP Stockholm đang neo đậu tại cảng Portland ở Dorset như là một phần trong chiến lược nhằm ngăn chặn người tị nạn đến Anh Quốc trên những chiếc thuyền nhỏ. Chiếc xà lan cao tới 3 tầng với tổng cộng là 222 phòng, có sức chứa tối đa khoảng 500 người, là một trong nhiều lựa chọn mà Bộ Nội vụ của Anh Quốc dùng để thay thế cho những khách sạn đắt đỏ, vốn tốn kém của chính phủ lên tới 6 triệu bảng Anh mỗi ngày. Bộ Nội vụ Anh Quốc cho hay xà lan này là một thông điệp mạnh mẽ, nói rằng Anh Quốc luôn muốn gửi tới những người xin tị nạn là nếu như họ đã liều mạng đến đây thì chào đón họ chính là những chỗ ở tươm tất nhưng không xa xỉ. Theo kế hoạch ban đầu thì đến cuối tuần này tất cả khoảng 500 người tị nạn sẽ được đưa lên xà lan. Thế nhưng việc phát hiện ra vi khuẩn trong nguồn nước đã khiến kế hoạch này bị đổ bể. Bên cạnh xà lan, Bộ Nội vụ Anh Quốc cũng đã sắp xếp cho người tị nạn tới ở tại một căn cứ không quân cũ và các lán trại. Chính phủ London đang tái cân nhắc dự án trung tâm tị nạn dở dang trên đảo Ascension ở vùng Nam Đại Tây Dương. Trong lĩnh vực thể thao, Nhật Bản lần đầu kiểm soát đám đông leo núi Phú Sĩ. Giới chức của Nhật Bản đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp kiểm soát đám đông lần đầu tiên trên núi Phú Sĩ vào cuối tuần này, trước sự gia tăng số lượng người leo núi. Chính quyền của tỉnh Yamanashi của Nhật Bản loan báo các biện pháp sẽ không dẫn đến việc cấm leo núi hoàn toàn. Mục đích của chính sách mới đó là hướng dẫn người leo núi, bao gồm có việc tạm thời dừng hành trình của họ. Theo chính sách mới, cảnh sát địa phương sẽ được báo cáo tình hình và sẽ xem xét can thiệp nếu những tuyến đường dẫn lên đỉnh núi Phú Sĩ trở nên đông đúc đến mức làm gia tăng nguy cơ đá rơi và người leo núi bị vấp té. Vào tháng trước, khoảng 65.000 người đã leo lên núi Phú Sĩ, con số tăng khoảng 17% so với mức trước thời đại dịch của năm 2019. Cùng với việc du khách nước ngoài quay trở lại sau khi các hạn chế vì Covid-19 được dỡ bỏ, kỳ nghỉ cuối tuần này nhân dịp lễ Obon ở Nhật Bản, theo dự kiến sẽ ghi nhận số lượng người leo núi Phú Sĩ sẽ tăng cao. Ngoài ra, năm nay cũng là năm kỷ niệm 10 năm núi Phú Sĩ được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Vé xe bus, xe lửa và phòng khách sạn đã được đặt trước nhiều tuần. Núi Phú Sĩ là ngọn núi lửa phủ tuyết đang hoạt động nổi tiếng nhất của Nhật Bản, mở cửa cho người leo núi từ tháng 7 đến tháng 9, thu hút hàng trăm ngàn người leo núi, bắt đầu từ khuya cho đến sáng sớm để ngắm bình minh ở trên đỉnh núi. Và đó là những phần tin thế giới, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Hoa Kỳ.